Hello mọi người, chào mọi người buổi sáng nha. Hôm nay mình làm cái video để mình hướng dẫn cho mọi người cái cách mà dời một cái bartender có bản quyền sang một cái máy tính khác. Thì ở đây mình đang có cái bản bartender là 2022 nha các bạn. Và bên đây là một cái máy tính mới, thì chưa có được cài bartender. Rồi, ok. Thì các bước thực hiện là như sau nha. Ở đây chúng ta không nên remove ở chỗ đây. Tất nhiên là remove chỗ đây nó cũng có cái phần deactivate. Nhưng mà để làm theo đúng như là khuyến cáo của hãng á, thì chúng ta vô bartender ha, mở phần mềm bartender lên như thế này. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có các cái phần mềm đang chạy bình thường nha. Này, ví dụ như phần mềm chúng ta đang chạy bình thường, không có lỗi lầm gì hết á. Đó. Thì bây giờ chúng ta mở cái phần mềm lên, cho mình tắt hết đi. Bartender 2022 ha, full đầy đủ chức năng nha các bạn. Rồi, ok, chúng ta mở phần mềm lên. Không biết có rõ không, để mình xem. Rồi, ok. Đó, mình vào cái phần help. Rồi mình vào cái phần bartender license visa. Đó, thì ở đây nó có cái mục là DRT đây các bạn. Đấy, cái mục DRT hoặc là RT bartender. Ok, DRT thì mình ở đây mình sẽ chọn nét tới luôn nha. Thì mình phải có cái key trước nha các bạn. Tức là mình lưu ý là khi mình deactivate á thì mình phải có cái key. Thì khi mình có cái key đó mình mới active lên một cái máy tính mới được. Rồi mình phải có một cái key như của bartender họ bán cho mình như thế này nha các bạn. Đó. Bây giờ bartender họ bán Sigun, họ bán bartender họ không có gửi cho mình cái đĩa CD nữa đâu, mà họ gửi cho mình một cái file, trong đó nó có chứa cái key. Thì cái đó khi mà mọi người mua thì xem như đó là cái tài sản của mình và phải giữ cái key đó, cắt cái key đó. Còn cái phần về cái phần bên phần mềm thì chúng ta lên web chúng ta sẽ download về đúng cái bản của mình mua rồi mình cài đặt, sau đó mình lấy cái key mà họ gửi đó mình đặt đi nha. Rồi ok, mình thực hiện cái thao tác deactivate. Còn tại lý do tại sao phải deactivate, tại vì khi mà cài phần mềm bartender á thì phần mềm bartender nó sẽ chết cái phần cứng của mình, ví dụ như RAM hay là CPU gì đó nó chết hết. Thì khi mà mình không deactivate mà mình lấy cái key đó mình active trên một cái máy tính mới á thì nó chết cái phần cứng, nó thấy không đúng thì nó cũng không cho nha các bạn. Đơn giản là như vậy, cho nên chúng ta khi mà xài phần mềm bartender phải hết sức lưu ý cái vấn đề này. Trong trường hợp mà cái máy tính của chúng ta bị hư bất tử, tức là đột tử, mình đang xài có bản quyền và hư, thì khi đó bắt buộc mình phải nhờ bên hãng họ sẽ gỡ cái máy tính ra cho mình, và mình mới update lên một cái máy tính mới thay thế cho cái máy tính đã hư. Đó. Cái phần mềm bartender họ quản lý cũng khá là chặt ở cái vấn đề này. Rồi bây giờ mình thao tác cái phần deactivate. Ở đây nó có mình hai cái lựa chọn này các bạn thấy không? Một cái là giữ lại cái key này trên cái máy này, và cái nữa là chúng ta remove hẳn luôn. Chúng ta không có giữ cái key đó lại. Bây giờ mình sẽ dịch, mình dùng Google dịch nha các bạn. Nè, giữ mã khóa sản phẩm được kích hoạt trên cái máy tính này, và là họ một cái nữa là họ xóa luôn. Thì nếu mà cái máy tính của mình muốn cài một cái máy mới thì tốt nhất là mình remove luôn nha các bạn, remove luôn, bỏ luôn. Tức là sau khi deactivate thì cái máy này nó giống như trở thành một cái máy chúng ta chưa có cài bartender gì hết á. Rồi ok, next. Rồi next tiếp. Rồi finish. Như vậy có nghĩa là cái phần mềm của mình đã deactivate xong nha các bạn. Mình có thể vô đây mình xem lại cái phần about nè. Đấy.
Not active là giống như cái phần mềm mới cài á. Rồi ok, đây phiên bản của mình đây nha các bạn, phiên bản Bartender 2022 R8 64 bit nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái máy bên này để mình cài đặt cái phần mềm Bartender 2022 lên và mình active cho cho mọi người xem nhé. Ok, mình sẽ cài cái phần mềm Bartender lên, Bartender 2022. Để mình giải nén cái file này ra, tại hôm rồi mình có nén nó lại rồi. Ủa, nó đâu mất tiêu rồi. Giải nén here. Get on. Ủa, trong cái phần này như nó không có cái file Bartender của mình rồi. Thôi, mình đợi mình chút xíu nha, mình lấy cái phần mềm Bartender, chứ bây giờ mình download nó cũng hơi lâu. Rồi, bây giờ như thế này, tại mình đi chép cái máy máy tính của mình chép nó hơi lâu, mình download luôn. Có thể mình sẽ tạm dừng video cái quá trình download nha các bạn. Thì các bạn lên một cái chương trình duyệt web, sau đó bạn gõ là Shigun Bartender ha, thì nó sẽ ra như thế này. Và mình chọn vào cái mục là download Bartender. Mình để mình tải cái bản Bartender về ha. Đấy thì nó sẽ ra cái bản này, bản Bartender. Mình nếu mà các bạn mua cái loại nào, Bartender 2021, 2022 thì mình chọn một trong hai cái này ha. Hiện tại mình đang xài cái bản 2022 thì mình chọn cái mục download luôn. Đấy. Đây, rồi, mình chọn cái mục download nha các bạn. Rồi nó hỏi mình lưu ở đâu thì tùy mình ha. Đây mình lưu trong mục download luôn. Thì cái này nó cũng hơi chắc là hơi lâu. Nó mất khoảng chừng 3 phút, cho nên bây giờ mình sẽ tạm dừng video nha các bạn. Khi nào nó download xong thì mình sẽ tiến hành mình cài. Rồi cái download nó cũng gần xong rồi đây. Thì chúng ta đợi một chút xíu nữa nha. Rồi ok, đã gần xong, mình mở cái folder download về đây. Đây là phần mềm Bartender mình vừa mới tải về nha các bạn. Thì bây giờ mình tiến hành mình cài luôn. Rồi chọn accept nha, rồi install. Nói chung các bạn xem video thì cẩn thận từ từ, làm chậm chậm theo nha các bạn. Ok, mình nghĩ cái phần cài này thì hầu như mọi người đều biết hết rồi. Cái này tại mình làm cho nó đầy đủ thôi, trong một cái video thôi. Bartender 2022, cái bản này cũng là bản mới nhất á. Phần mềm Bartender này bây giờ họ bán cho mình có key, thì thường thì họ sẽ mua maintenance, họ kêu cầu mua maintenance ha. Cái năm đầu thì hình như sẽ không mua, mình nhớ cũng không rõ lắm, nhưng mà thường là như vậy. Năm sau thì mình phải mua maintenance, để maintenance tức là cái duy trì, để mà họ có mình có cái vấn đề gì á thì họ sẽ hỗ trợ tiếp. Chứ còn nếu mà mình không mua cái maintenance về sau thì họ hầu như hình như họ cũng không có hỗ trợ đâu. Rất là họ có vẻ họ khó khăn trong cái vấn đề này, mình cũng không hiểu tại sao Bartender họ lại có cái chính sách đó nữa. Cái bản Bartender 2022 này, tại 21 thì mình chưa có xài, nhưng mà 2022 này thì mình thấy thì cái phần mà liên kết dữ liệu với Excel á, không biết những cái bản trước nữa thì sao, nhưng mà cái bản riêng bản này thì mình thấy thì liên kết dữ liệu với Excel mình không cần đóng cái ứng dụng Excel đi.
mình vẫn có thể liên kết và in luôn được, nhìn thấy được. Tức là mình mở đồng thời cái file ba database của mình á bằng Excel á, thì mình vẫn để luôn, không không cần đóng. Những cái bartender cũ ngày xưa thì bắt nó đóng, bắt đóng cái Excel đi thì nó mới cho mở cái file bartender, nó mới móc vô cái file Excel, nó mới lấy data ra, nó in được. Còn thằng này thì nó cho mình mở luôn. Đợt vừa rồi mình cũng có test cái vấn đề này rồi. Các bạn xem video thì ủng hộ mình nha, nhớ cho mình like với lại chia sẻ, đặc biệt là đăng ký kênh giúp mình nha, kênh của mình, để mình mở một cái kênh của mình lên. Ôi nó chạy, có vẻ cái máy của mình nó hơi yếu mở không lên luôn. Máy mình cũng lâu lắm rồi. Đến đây sao nó chậm quá rồi đây. Đến đây nó chậm quá. Không biết vì lý do gì nó đang làm cái gì trong đó. Mọi người nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Rồi, bấm chuông thông báo để mà khi có video mới thì mọi người được cập nhật sớm nha. Mình nói chung mình thì không có ngày nào mình cũng ra video đâu. Khi nào có cái thiết bị gì mới hay là mình có cái hướng dẫn gì mới á thì mình mới làm video. Cho nên là cái độ liên tục nó cũng không có liên tục đâu nha các bạn. Nhưng mà tại vì mình không có đủ thời gian để ngày nào cũng ra video. Thì chủ yếu là khi ví dụ như các bạn máy nó có lỗi gì đó, rồi các bạn hỏi mình thì mình sẽ làm video để mà mình hướng dẫn cho các bạn xử lý cái lỗi đó thông qua cái video đó. Còn nếu mà không được nữa thì các bạn cũng có thể add Zalo của mình nha, qua số là 0985 886 774. Khi add Zalo thì cái phần giới thiệu các bạn phải nói rõ là các bạn add Zalo vì mục đích gì, và ví dụ như là nhờ cả hướng dẫn hỗ trợ cái thiết bị nào đó, biết mình qua YouTube chẳng hạn, để chi để mình nhận biết được là các bạn là khán giả của cái kênh của mình á, mình sẽ hỗ trợ. Tại vì có nhiều người họ ép để mục đích họ quảng cáo, họ gửi thông tin lừa đảo gì các thứ á, nên là mình cũng rất là ngại trong cái vấn đề đó nha các bạn. Nên là các bạn khi ép Zalo các bạn nói rõ cái thiết bị của mình gặp mình đang xài, rồi khi mà ép Zalo của mình rồi thì mình trả lời, thì các bạn sẽ nói rõ cái vấn đề mà cái lỗi của các bạn gặp là cái lỗi gì á, để mình có thể mình hướng dẫn cho các bạn. Đó. Nhắc lại số điện thoại là 0985 886 774. Mình để mình ghi lên đây. Máy nó chậm quá, máy mình cấu hình nó nói chung hơi yếu à. Tại mình đang xài nó là mình giờ mình cài lại một cái máy mới mất thời gian quá, cho nên mình vẫn phải cố gắng xài. Chắc để khi nào xài hết được nữa mình mới thay đổi qua cái máy mới các bạn ơi. Các bạn thông cảm nha, chờ hơi lâu nha. Trong cái đoạn này có thể các bạn bấm nét qua một chút xíu để cho nó nhanh hơn nha các bạn. Mình định mở cái web lên nhưng mà vẫn không có mở lên được. À được rồi đây. Ok, mình sẽ gõ cái số điện thoại của mình lên đây nha. Đấy, để mình zoom cái số điện thoại lên. Rồi, đây là số điện thoại của mình. Đây là số điện thoại của mình. Để mình lấy nét lại. Mờ quá không biết. Đây, ok, đó là số điện thoại của mình. Đây, các bạn có thể add cái Zalo này. Nói chung là các bạn add
nhưng mà các bạn cài đặt là nhận tin nhắn từ người lạ nha. Lý do là như thế này, cái Zalo của mình bây giờ nó full rồi, nó đầy, mình không thể nào kết bạn được. Mình kết bạn là nó full, nó không cho. Cái bản của mình là bản người dùng bình thường, không phải bản kinh doanh, mình không có trả phí cho bên Zalo, cho nên là các bạn cứ add Zalo của mình, nhắn tin qua Zalo của mình rồi mình sẽ phản hồi lại cho các bạn thôi nha. Rồi ok, để mình coi thứ bartender cài xong chưa. Cũng chưa xong, nó cái đoạn này nó lâu quá, cái đoạn này nó lâu quá các bạn ơi. Rồi ok rồi đó, ok rồi đó, rồi finish. Rồi finish, bây giờ mình sẽ mở phần mềm bartender lên. Bartender 2022 đây. Các bạn thấy không? Đây 2022. Thì mình bây giờ mình cũng không cần mở luôn nha các bạn. Nó sẽ tự động nó hỏi mình là có key không để mình nhập đây. Đây ok. Thì khi mà chúng ta mua thì bartender nó sẽ gửi cho mình một cái file. Trong đó nó có cái key giống như thế này, product key code nè, các bạn nhập cái product key code vô đây nha. Ồ cái key này như mình nhầm rồi, nó của bartender 2021 2019 à, chạy được. Ok để mình đặt key lên đây. Bây giờ mình tạm tại vì cái này cái key của mình á, mình không có quay cho các bạn xem được á, mong các bạn thông cảm nhé. Mình sẽ nhập cái key vô đây. Thì sau khi nhập cái key thì các bạn chọn nét nhé. Rồi sau khi mà nhập cái key vô thì chúng ta chọn nét nha các bạn. Lưu ý là phải để mạng nha. Rồi chọn nét. Nó connect với server. Hồi bữa cái này mình active nó bị lỗi một lần rồi, mình phải nhờ hãng nó hỗ trợ. Không biết nó active được không, hình như được rồi nè các bạn. Được rồi, ok. Rồi bây giờ mình mở phần mềm bartender lên, nó sẽ báo là đã active nha các bạn. Mình vô cái phần help mình xem ha, mình xem cái phần about của nó. No đi. Xem cho nó nhanh. Đây. Đã active nha các bạn. Đó là ti. Cái key của mình là cái key hãng họ cho mình có mấy tháng thôi. Cho nên là thời gian nó tới ngày 31 tháng 5 năm 2025 là hết hạn. Tại vì cái key này là cái key để mình test với hãng thôi. Ở đây thì cái key của mình nó dài, nó dùng được 3 máy in thôi nha các bạn. Cùng lúc nó in được 3 cái máy in thôi. Đó. Thì chúng ta xài bartender á, khi mà mua bartender á, là mình phải lưu ý là mình nói rõ cái nhu cầu của mình. Là ví dụ như là mình xài cái bartender đó cho nhiều cái máy tính, rồi mình cần là in bao nhiêu cái máy in. Tại vì nếu là nó họ có những cái bảng nó phù hợp với lại cái doanh nghiệp của mình á, nó để nó có cái giá nó tương đối là ok, chứ nó họ không có bán cái bảng mà full hết, muốn cài bao nhiêu máy tính cũng được, muốn cài bao nhiêu máy in cũng được, họ không bán như vậy. Họ bán như vậy thì nó giá nó rất là cao.
Cho nên ví dụ như mình có thể là tôi có một cái máy tính thôi, nhưng mà công ty của tôi đang xài từ ba cái máy in, thì mình có thể mua cái bảng giống như vậy chẳng hạn. Nhưng mà mình có nói công ty tôi nó chỉ có một cái máy in thôi, nhưng mà tôi muốn là nhiều nhân viên của tôi có thể in vô được cái máy in đó. Thì khi đó mình có thể mua cái bảng giống vậy, một máy in nhưng mà nhiều máy tính. Tuy nhiên là như vậy thì sẽ có một cái máy tính làm server. Tức là nói server ở đây có nghĩa là gì? Nó không phải giống như cái máy tính server của trong một công ty về mạng đâu. Nó server của bartender thì mình muốn làm thằng nào ba server thì mình chọn cái thằng đó mình cài vào nạp ti. Thì những cái máy con còn lại mình cũng cài sao. Thì tuy nhiên muốn dùng thì cái máy server này nó phải online liên tục, thì những cái máy còn lại họ mới xài được. Tại vì khi mà cái máy những cái máy nhánh họ xài thì thực hiện lệnh in thì nó sẽ chết. Nó chết nó coi thử là ở trong cái mạng nó có cái máy server đó hay không, máy đó nó có được active đúng hay không. Thì khi mà nó thấy nó chết ok rồi thì nó mới cho in ha. Đó, thì cái clip vừa rồi là mình đã hướng dẫn cho các bạn là deactivate để chi, để mình dời một cái phần mềm bartender có bản quyền từ cái máy tính A sang một cái máy tính B chưa có cài bartender và dời qua và để active lên cho nó xài cho nó được. Chứ còn các bạn không thể nào mà xài giống như cái kiểu mà mình xài phần mềm mà mình remove nó ra xong rồi mình đem qua bên kia mình cài nó không, đâu nó không cho nha các bạn. Tại vì khi mình cài bartender là nó chết luôn cả cái phần cứng, chết luôn cả cái phần cứng của cái máy tính của mình rồi, nó theo luôn á. Cho nên trong trường hợp mà các bạn xài mà giống như lúc đầu mình nói á, cái máy tính của mình nó bị hư, nó chết bất tử, thì khi đó mình phải liên hệ với cái bên cung cấp bartender cho mình á để họ hỗ trợ, họ nhờ hãng, hoặc là mình có thể, nếu mà mình làm việc được với hãng thì mình có thể liên kết, mà thường thì mình làm việc qua bên cái chỗ người bán á để nó dễ ha. Và đây là cái số điện thoại của mình nha các bạn. Zalo thì số ở trên đây, thì các bạn 0985 886 744, các bạn có thể gặp cái vấn đề gì về máy in, máy quét, mở vạch hay là phần mềm bartender gì đó nó khó khăn thì các bạn có thể hỏi mình. Nhớ là giống như là mình nói lúc nãy á, các bạn kết bạn thì các bạn gửi lời mời kết bạn thì các bạn phải nói rõ các bạn ở đâu, thì các bạn tên gì đó, các bạn đang dùng thiết bị gì đó, xem video của mình qua YouTube. Các bạn hỏi thì mình trả lời nha các bạn. Tại vì bây giờ lừa đảo qua Zalo nhiều lắm lận, nên chắc mọi người cũng đang khó chịu với cái vấn đề lừa đảo này ha. Thì mình cũng vậy, nên các bạn lưu ý cái vấn đề này. Rồi mình tạm biệt các bạn ha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Hôm nay thứ sáu rồi. Bye bye các bạn. Nhớ like, share, subscribe kênh giúp mình nha. Không quên bấm chuông để theo dõi video mới nha các bạn. Bye bye.